cái bụi cây cho cái bé xem luôn nè. Đó, máy cực kỳ mạnh, cái này thổi gió, thổi lá cũng được luôn nha bác, thổi lá ngoài sân trường á. Lên ga cái đã. Chào mừng các bác đã đến với kênh của Tính Động Cơ. Và ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác những con máy phun phân, phun thuốc, xả lúa, phun dơi từ đây hôm nay hết. Đây những con máy ở đây các bác xem. Rất là đã luôn, như con máy này nè các bác. Con máy này bằng sắt. Không nặng mấy các bác. Nhưng mà con máy này nó rất là mạnh đâu nha các bác. Các bác nhìn xung quanh con máy giúp em này. Đó. Máy, tất cả các con máy ở đây đều là hàng riêng cho các bác hết. Đó, cùm công tắc của nó cũng xịn lắm nè, các bác mới tin luôn nè. Rồi, mới tin, mới tẻo luôn. Máy màu xanh xanh, cái bình vàng vàng, trắng trắng, pha na, tùm lum nè các bác. Trời ơi, con máy đẹp quá, bây giờ em giật cho các bác nè. Giật lên cho các bác nghe, coi nó mạnh. Có thấy các bác máy nổ không? Máy nổ rất là mạnh và rất là đã luôn. Giá của con này sẽ là 1.600.000 thôi. Đó, đây, con máy rất là đẹp, mới tinh, bằng sắt mà. Đó, và tiếp theo sẽ giới thiệu con máy này. Máy này là hàng riêng của Echo. Các bác nhìn cái thùng chứa phân của nó nè, rất là bự cho các bác luôn nha. Đây, cùm công tắc của nó thì quá là độc lạ luôn rồi. Đây, cùm công tắc của nó ở đây. Đó. Giá của con này sẽ là 2.500.000 thôi. Đấy, bây giờ em sẽ giới thiệu tiếp con máy bên đây cho các bác nha. Đây, con máy này là con máy nhỏ nhỏ thôi, màu D115K nha các bác. Máy này nhìn nè, các bác nhìn xung quanh cái bộ phận của nó nè, còn mới mới quá nè các bác, hàng riêng mà nhìn còn ngon lắm. Máy này thì rất là mạnh luôn rồi. Đó, các bác nhìn xung quanh máy, cùm công tắc của nó thì bên đây. Đó. Con máy này giá của nó sẽ là 1.700.000 thôi. Máy mini nhỏ gọn. Mới nghe chưa? Mới nghe chưa? Nãy giật được mà. Giật thử coi. Ồ, con máy này hết xăng nha các bác. Hết xăng. Con máy này hết xăng, hàng chim giật không lên nhưng mà máy vẫn nổ rất là tốt luôn. Giá con này 1.700.000 thôi các bác. Máy mini nhon. Đây, và tiếp theo là con máy này là máy Atimisu gì nè các bác, Misu. Đó, con máy này rất là bự luôn, cái thùng chứa phân của nó như thế này nha các bác. Bự cho bác. Đây. Con nó chưa nổ mà. Con nó không có xăng sao nổ. Con này cũng chưa có xăng nha các bác, nhưng mà máy đã test hết cho các bác rồi. Giá con này sẽ là 2.200.000 thôi. 200k. Đó. Và tiếp theo sẽ là con máy cuối cùng trong ngày hôm nay. Một con máy là máy Arimitsu gì đó các bác. Tờ lơ nè. Đó, cái thùng chứa phân nó thì ở đây. Và ba lửa, bình xăng của nó thì ở đây. Đây, bộ phận. Hai con này y chang luôn nha các bác. Đây, hai con. Chị hai anh em song sinh. Đó, giá khác không có nổi. Nhưng mà con này thì giá nó cao hơn. Dạ 2.300.000 thôi. 2.300.000 bao ship cho các bác luôn. Chỉ hơn có 100.000 thôi. Nhưng mà con được con máy rất là chất lượng. Hàng riêng nha các bác. Con này thì giờ em giật cho các bác xem nha. Tại vì nó có xăng. Đúng rồi, con này có xăng. Mấy con kia em chưa tập sát xăng. Cho cái bụi cây cho cái bé xem luôn nè. Đó, máy cực kỳ mạnh, cái này thổi gió, thổi lá cũng được luôn nha bác, thổi lá ngoài sân vườn á. Lên ga cái đã. Mình mua những con máy này cũng được, mình mua mấy máy nhỏ thôi các bác.
về mình thổi xung quanh vườn cũng được, rất là tốt. Đó. Đó. Làm việc các bác, cảm ơn các bác nãy giờ đã nhiệt tình xem video của em nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều.